mà các bạn lại làm một cái hồ cá trong nhà to tới như vậy, to như vậy, thì thực sự mà nói trong cuộc sống cũng vậy thôi, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nhà anh Vũ 216 độ. Nhà anh Vũ 216 độ này. Anh Vũ 216 độ. Đây. Với cái ngôi nhà anh Vũ này không biết là nhà đang ở hay là không biết nhà anh Vũ 216 độ là nhà đang ở hay nhà nhà xây mới đây. Thì với cái ngôi nhà 216 độ thì mình sẽ có một vài những cái chia sẻ cho các bạn như này. Nhà 216 độ tức là nhà hướng Tây Nam. Đây. Nhà hướng Tây Nam 216 độ. 216. 216. Có một cái như này này. Với cái ngôi nhà hướng Tây Nam mà 216 độ. 216 độ thì trong cái bản vẽ này không có bản lập cực. Cho nên là mình chưa có xác định chính xác được. Nhưng mà có một vài cái mà chi tiết mình có thể nói được ở trên cái thiết kế này. Có mấy cái điều như sau. Cái thứ nhất là hiện nay cái cửa nhà bạn với nhà 216 độ thì cửa nó vẫn đang ở mồi và khuôn. Mồi và khuôn này. Thì cái cửa mà bạn mở như này thì nó cũng đang là mở phương vị suy. Và cái thứ hai ở trong ngôi nhà này là bạn đang không rõ là bạn đang để cái bếp ở đâu đây. Có vẻ như là cái bếp là ở cái phần chỗ mũi tên này. Thì bạn hình dung là cái bếp này lại gối với cái tường nhà vệ sinh. Thì với cái cách gối nhà vệ sinh như này thì nó là một 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 cách bố trí bếp sai, phạm thần rồi. Và một cái nữa là trong ngôi nhà này thì mình không biết rõ tuổi các thành viên trong gia đình. Nhưng này, cái bếp thì đang gối vào nhà vệ sinh và cũng đang ở Đông Bắc. Và một cái nữa là cái bồn cầu và cái nhà vệ sinh cũng ở Đông Bắc luôn. Thì đấy cũng là một cái lỗi sai đấy. Cho nên là cụ thể như trong cái nhà này thì cái khu vệ sinh này thì nên nên chuyển sang cái phương vị nên chuyển sang phương vị quý thì giá sẽ hay nhất, phương vị quý đấy. Và có một cái cần lưu ý nữa là trong cái ngôi nhà này thì các bạn lại để trong ngôi nhà này các bạn đang để cái hồ cá này. Cái hồ cá thì mình đang hình dung là cái hồ cá này bạn đang cố tình bạn để cái hồ cá ở Đông Nam. Đúng không ạ? Đông Nam. Thì nhà Tây Nam mà để hồ cá ở Đông Nam thì là chuẩn rồi. Không vấn đề gì phải bàn cãi cả. Nhưng cái vấn đề là cái hồ cá này ở ngoài trời thì nó sẽ rất tốt. Các bạn nhé. Hồ cá này mà ở ngoài trời thì cực kỳ tốt. Nhưng cụ thể trong cái trường hợp này thì với ngôi nhà diện tích từng này mà các bạn lại làm một cái hồ cá trong nhà to tới như vậy, to như vậy, thì thực sự mà nói trong cuộc sống cũng vậy thôi, cái gì nhiều quá cũng không tốt, cái gì nhiều quá cũng không tốt, mà trong cái nhà này mà bạn lại để cả một cái hồ cá lớn như vậy thì cái khí thủy này nó sẽ tràn ra các phương vị, và kể cả là bạn để ở Đông Nam đi chăng nữa thì nó sẵn sàng nó tràn ra các phương vị, thì nó dư thủy và nó sẽ không tốt. Cho nên là với ngôi nhà này thì ở Đông Nam chỉ nên dùng một cái thạch thủy bình thôi, còn nếu bạn dùng hồ cá
thì làm một cái hồ cá nhỏ chứ đừng có làm một hồ cá lớn như này, sẽ không hay đâu nha, sẽ không hay đâu. Ngoài ra thì với những cái ngôi nhà này mình cũng không nhìn từ tầng 2 của bạn, không không có nhìn từ tầng 2 của bạn, thì cũng nên 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 sắp xếp lại cái phòng ngủ cũng như là cái cách mở cổng mở cửa phía sau để cho đạt được cái âm dương tương phối. Chứ còn toàn bộ cái đông bắc phía sau này, đông bắc phía sau thì đang mở cửa ở ở cái góc sau cùng bên phải này, thì mình cũng chưa lập cực được nên là chưa 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 luận đoán đoán được là cái phòng ngủ nó nằm ở đâu, nó nằm ở đâu. Thôi để xin phép trả lời một số bạn nữa thì kết thúc cái buổi live này. Chót mở cửa xuân tuổi thì có cách nào hóa giải không? Nếu mà chót mở cửa xuân tuổi, chót mở cửa xuân tuổi thì cách tốt nhất là đóng lại nhé, không mở nữa. Còn nếu mà đấy là cửa sổ, còn nếu mà là cửa đi, nếu mà là cửa đi, chót mở cửa xuân tuổi mà là cửa đi thì khi nào mà mở ra đi lại xong cái thì nên đóng lại luôn nhé. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nhé.